Chào các bạn, mình là Anh Thành, freelancer Webit. Hôm nay mình xin chia sẻ các bạn cái kỹ thuật làm cái short này. Đây là mình sẽ làm lại cái short này. Đây là cái short mình đã hướng dẫn trong cái workshop chủ nhật vừa rồi tại Keyframe. Nhưng mà cái livestream thì có thể nhiều bạn chưa thấy rõ được. Do vậy nên hôm nay mình sẽ làm lại cái kỹ thuật làm cái short này. Điều đặc biệt của cái short này là mình không sử dụng bất kỳ một cái lead in nào, cũng như là tất cả những dữ liệu này là bằng hình ảnh và số lít của After Effects. Do vậy nên là mình sẽ chia sẻ cái kỹ thuật này đến với các bạn. Hy vọng là các bạn có thể nắm và ứng dụng được trong công việc của mình. Rồi, thì bây giờ để làm được cái này thì chúng ta phải nhờ đến cái công cụ trong After Effects. Thì mình bài này thì mình sẽ xài là 100% là cái reset có sẵn trong After Effects, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ nhập cái dữ liệu và đã vào. Như vậy là cái dữ liệu của cái bài này á là chỉ có 3 tấm hình mà thôi. Một là tấm mây này, hai là tấm galaxy này, và ba là cái tấm mây này thôi. Chỉ có vỏn vẹn là 3 tấm hình, đúng không? Đây, bạn thấy không? Đó. Đó, như vậy là chúng ta chỉ có một tấm background và galaxy, đúng không? Bây giờ mình sẽ bắt đầu tạo một cái comb. Các bạn, mình sẽ reset cái standard này, vượt bay này cho nó vô cái khuôn, đúng không? Rồi, các bạn nhấn Ctrl N để tạo một cái composition. Hiện tại composition của mình là đang có khung full 4K. Thì bây giờ mình sẽ chuyển lại là cái khung của mình là 25 frame cũng được, 1920 hoặc 1080 25 frame. Quan trọng là square pixel các bạn phải để nha. Này là quan trọng nhất là square pixel. Mình đặt tên đó là Galaxy chẳng hạn. Rồi. Và việc đầu tiên của mình là mình sẽ đưa cái background Galaxy vào đây. Mình đưa cái này vào. Kích thước này rất là lớn. Mình sẽ scale cho nó nhỏ lại. Nhỏ lại. Đặt và mình sẽ đặt tên là, mình nhấn kích chưa chọn layer và nhấn enter, mình đặt tên là background. Rồi. Các bạn thấy nè. Như vậy trong cái video này của mình á, nó bao gồm là thứ nhất là một cái hành tinh, một cái background, mây và hạt. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm từ từ. Chúng ta sẽ đi làm từ từ để mà xây dựng được cái shot như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái hành tinh, thì các bạn nhấn Ctrl Y dài. Ctrl Y dài. Để mà tạo một cái solid. Mình sẽ đặt tên cái này là hành tinh. Rồi. Mình sẽ sử dụng một cái effect đó là Fractionoid. Fractionoid để đưa vào đây. Và mình sẽ thay đổi một số thông số để mà nó ra được cái hành tinh. Mình sẽ chọn cái small bump, đúng không? Và mình sẽ giảm cái contrast xuống chút xíu, có thể là tăng cái kích thước của nó lên bằng cách tăng cái thông số scale này lên. Rồi, mình sẽ sử dụng effect là CC sphere để mà thành được cái khối cầu trong cái này. Như vậy trong sphere này chúng ta có thể thay đổi được kích thước của khối cầu được, đúng chưa? Rồi, cái thứ hai là mình sẽ tạo cái vật liệu cho cái khối cầu này, nó giống một cái hành tinh, giống như cái quả này. Thì chúng ta, mình sẽ sử dụng cái colorama. Colorama này là mục đích là mình sẽ làm cái vật liệu, mình sẽ đưa vô đây. Thì bạn thấy không? Cái colorama này á, colorama này nó ăn rất là mạnh, nó phá luôn cái bóng của cái CC sphere rồi. Do vậy mình phải đưa cái colorama này lên đây nên nó mới giữ lại được cái bóng của cái sphere, đúng không? Nhưng mà các bạn thấy không, chúng ta có thể thay đổi được cái phần reset này. Đó, các bạn có thể thay đổi phần reset này sao cho mà nó ưng ý của mình nhất. Tại vì cái hệ thống reset này cho phép chúng ta sẽ làm việc được. Rồi, mình sẽ chọn lại cái phần small bump nha. Rồi, trong cái colorama này mình sẽ chọn một cái reset đó là rusty. Là giống như là đó, reset vậy, giống như bị reset. Như vậy các bạn nhìn xa thì giống như là một cái quả địa cầu rồi, có nhiều hành tinh bên trong, giống như sao Hỏa chẳng hạn.
Bây giờ bắt đầu mình sẽ chỉnh màu để cho cái hành tinh này nó ra được cái khối nè. Bây giờ trong C-Sphere các bạn sẽ bật cái light lên, bật cái shading lên, thì mình sẽ tăng cái intensity nè, các bạn thấy không? Intensity là tăng cái cường độ sáng. Light direction đó là cái hướng, mình sẽ chỉnh là cái hướng. Cái light 2 này thì nó sẽ, nếu như mà mình tăng nhiều quá thì nó mất luôn cái bóng. Rồi. Cái phần ambient là ánh sáng phủ đều nè, các bạn tăng lên. Rồi, mình sẽ thay đổi những cái thông số này để mà ưng ý của mình nhất nha. Đó, bắt đầu ứng lên rồi nè. Rồi, mình sẽ tăng cái phần roundness này, mình sẽ tăng nhiều lên. Đó. Tùy các bạn sẽ căn chỉnh làm sao để cho nó ra được một cái ưng ý của mình nhất là ok thôi. Rồi. Như vậy có thể là mình sẽ có được hình thành một cái hành tinh rồi. Cái gì? Ở trong ký tự này hoa văn của nó là giống như là các cái lãnh thổ ở trong này, thì không quan trọng, cái này không phải là trái đất nên là mình làm giống như sao Hỏa cũng được. Như vậy là chúng ta đã có được một cái hành tinh rồi, đúng không? Bước tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành căn chỉnh màu cho cái hành tinh này lại. Nếu như các bạn muốn giảm cái cường độ này xuống, các bạn có thể sử dụng cái tin nè để cho nó sẽ giảm được. Đó, các bạn có thể giảm được cái cường độ màu nó đỡ bị saturation rực hơn. Sau đó mình sẽ sử dụng cái lệnh cover để mình căn chỉnh lại một lần nữa về màu sắc. Các bạn có thể chỉnh contrast cho cái hành tinh này. Mình sẽ Ctrl Z lại. Đúng chưa? Rồi, như vậy là chúng ta đã có được một cái hành tinh rồi. Cái bước tiếp theo chúng ta cần phải làm đó là chúng ta phải làm sao để cho nó có được những lớp mây như thế này, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ nhập vào cái mây. Đây là cái mây đầu tiên của mình nhập vô. Thì mình sẽ scale, thì nếu các bạn scale như thế này thì kích thước nó sẽ bị méo, các bạn sẽ đè shift vào, các bạn kéo ra thì nó sẽ giữ lại kích thước này. Rồi, bây giờ Ctrl Z lại. Các bạn nhớ nha, đè shift và giữ thả chuột trái ra trước. Rồi. Bây giờ mình sẽ đưa vô cái lệnh lệnh tin để mà mình chuyển về chế độ trắng đen cho cái hình này. Và tiếp tục mình sử dụng một cái cover có sẵn trong After Effects. Đó là cái để chỉnh, mình sẽ giảm độ tối xuống. Mục đích của mình là chỉ cần lấy cái mây thôi. Và chỉ cần mình chọn chế độ là screen. Đó, thì các bạn thấy không, mình sẽ có được lớp mây ở trên. Và đó, đây là cái lớp mây của mình. Đó, các bạn thấy không, đó là đây là cái lớp mây của mình. Đúng chưa? Rồi, tiếp theo tương tự như vậy, mình đặt tên cái này là lớp mây số 1. Rồi, tương tự như vậy mình sẽ làm một lớp mây số 2 bằng cái tấm hình mây khác. Mình sẽ đưa xuống đây. Rồi, và như vậy chúng ta sẽ copy cái thông số, chúng ta đã đặt tên cái mây số 1 nha, thành mây số 2 nè. Rồi, chúng ta sẽ copy cái thông số từ mây số 1. Đây, copy, Ctrl V vào. Và các bạn sẽ sử dụng chế độ hòa trộn screen nữa. Và các bạn sẽ đè shift và kéo ra. Đó, như vậy là chúng ta có hai lớp mây rồi. Hiện tại mây rất là đậm, do vậy mình sẽ giảm cái opacity xuống. Mình chọn cùng lúc hai layer và nhấn chữ T để mà giảm xuống là tầm 40 thôi. Như vậy chúng ta có một lớp mây ở trên. Như vậy chúng ta đã có được 4 lớp rồi. Bây giờ nhiệm vụ của mình nè, set làm sao cho đi được cái cú máy giống như thế này. Đúng chưa? Thì để đi được cái cú máy giống như thế này thì chúng ta phải sử dụng camera. Các bạn nhấn Ctrl Alt Shift C để hình thành một cái camera. Các bạn nhấn OK. Thì trên bảng nó xuất hiện là camera và đèn á thì không sử dụng được cho những cái layer 2D. Yêu cầu là chúng ta phải bật cái chế độ 3D layer từ cái hệ thống để mà camera mới có tác dụng. Thì chúng ta nhấn OK trước rồi chúng ta bật sau cũng được. Chúng ta chọn hết tất cả bốn layer này, chúng ta sẽ nhấn kích hoạt chế độ 3D của nó lên. Thì chúng ta sử dụng phím C để mà điều khiển cái camera như thế này. Đó, các bạn thấy không? Chúng ta sử dụng phím C để điều khiển camera như thế này. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy là tất cả các layer đều nằm trên một mặt phẳng. Như vậy là chúng ta không thể nào thấy được cái chiều sâu của những cái layer này. Điều này thì chúng ta phải thay đổi cái khoảng cách. Thì để cho dễ dàng cái việc này thì chúng ta sẽ chuyển chế độ này qua chế độ top. Top có nghĩa là sao? Top có nghĩa là
chúng ta đang đứng ở trên cao, chúng ta nhìn xuống thì mình thấy nè, tất cả những layer này có đều cùng nằm trên một cái, có cái trục Z là cùng như nhau, bằng như nhau. Bây giờ cái hành tinh này mình không thay đổi, mình sẽ cho cái background này này, mình tăng background lên, có nghĩa là background này nó đang nằm sau cái hành tinh và mình muốn cho nó xa ra. Đó, xa ra nữa, xa càng xa càng tốt. Rồi mình cho cái thông số này 2000 luôn. Tiếp tục cái mây số 1, mình sẽ cho cái mây số 1 này là nó sẽ nằm trước cái hành tinh thì mình sẽ tăng lên, tăng lên thì nó ra sao? Như vậy mình phải thay đổi thông số ngược lại để cho nó ra trước. Thì cái thông số này mình sẽ cho lên là âm 800 chẳng hạn. Rồi, tương tự như vậy cái lớp mây 2 mình sẽ cho nó xa hơn nữa thì mình sẽ cho âm 1500 cũng được. Đó, như vậy là chúng ta đã có được phong cách của ba layer khác nhau. Và bây giờ mình đã quan sát được trên màn hình như vậy rồi. Các bạn chọn như hành tinh thì nó hiện ngay đây. Chúng ta sẽ đối vào cái hệ xem là chúng ta chọn active camera nè. Đó, các bạn thấy không? Như vậy lúc này thì chúng ta sử dụng camera thì chúng ta thấy được, à, nó đã có chiều sâu rồi. Đúng chưa? Để nhiệm vụ của mình là bây giờ chúng ta thay đổi cái thông số scale để cho nó phù hợp với khung hình. Bởi vì cái bộ vị trí của background này ở quá xa so với cái hành tinh, do vậy chúng ta cần phải chỉnh scale cho nó bự lại. Đó, đúng chưa? Tiếp theo, những cái mây thì không cần phải thay đổi. Những cái mây số 2 này thì đôi khi nó quá bự đi, chúng ta phải thay đổi lại. Rồi, tương tự như vậy lớp mây số 1, chúng ta có cần thay đổi scale chút xíu để cho nó về vị trí này. Rồi, mình nhấn phím V để mà trở về con chó và chỉnh vị trí. Chúng ta chọn lớp mây số 2. Lớp mây số 2 bây giờ cái hướng của lớp mây số 2 nó đang cắt cái layer này thì nhìn nó hơi khó chịu. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng cái thông số rotation để mà tùy chỉnh lại cái vị trí. Khi tùy chỉnh như thế này thì hai bên hông này nó đã bị mắc. Như vậy chúng ta phải dùng scale để mà keo bự ra. Đúng không? Rồi. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ bây giờ để điều khiển camera thì mình sẽ gắn cho nó một cái null 3D. Để tạo một cái null 3D các bạn nhấn Ctrl Alt Shift Y dài. Thì nó sẽ hình thành một cái null 3D, thì mình sẽ đặt tên cái null này là điều khiển camera. Đúng chưa? Và mình sẽ bật cái chế độ 3D cho cái null này. Camera này sẽ được link với cái null này, có nghĩa là hiện giờ là cái camera này là con của cái null. Null đi đâu thì camera theo đó. Như vậy chúng ta sẽ nhấn Ctrl K để thay đổi cái thời lượng chút xíu. Hiện tại thời lượng của mình là 2 giây, mình sẽ cho lên 7 giây. Rồi, tại vị trí này mình sẽ set cái position cho cái null và đến vị trí cuối cùng 7 giây. Thì tại vì layer của mình á, trước mình đang làm 2 giây do vậy nên không, vì sau này nó bị mắc thì chúng ta nhấn Ctrl A, đúng không? Các bạn có thể sử dụng phím tắt nhanh là Ctrl Alt B. Các bạn Ctrl Alt B là về tự động nó bo, đúng không? Rồi, như vậy thì mình sẽ sử dụng phím tắt nhanh như thế này. Các bạn đưa con chó về điểm cuối nè, các bạn nhấn là Alt và dấu đóng ngoặc vuông thì tự động các layer nó sẽ bung ra hết. Còn nếu không á thì các bạn dùng tay cho các bạn kéo ra cũng được. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn nhanh, các bạn nhấn Alt và đóng ngoặc vuông thì tự động nó bung ra. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi camera nè. Tại vị trí cuối cùng mình sẽ cho cái zoom camera lên nè, đúng chưa? Và mình sẽ tiến hành xoay nhẹ camera. Thì trước khi xoay thì mình sẽ set thông số rotation cho các trục. Đến điểm cuối này các bạn có thể xoay như thế này. Không, cái này xoay thì xoay như thế này. Đó, chúng ta có thể xoay như thế này. Thì như vậy các bạn xem nè, thì cái cú máy của mình á, nó sẽ có chiều sâu. Và nhìn thì tất cả mọi thứ là đều là 3D hết. Đúng chưa? Đúng không? Nhìn thì không ai nghĩ đây là một tấm hình hết. Như vậy thì kiến thức 3D ở trong cái bài này ở chỗ nào, có nghĩa là cái vật càng gần camera thì cái chuyển động càng nhanh, càng xa camera thì giống như cái background này thì chuyển động chậm hơn. Đúng chưa? Thì bây giờ mình sẽ tăng cái kích thước cho cái quả địa cầu này chút xíu. Các bạn kích vào cái hành tinh và thông số CC sphere này, các bạn sẽ tăng cái radius lên chút xíu. Và cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ chỉnh cái sphere này nó xoay theo. Thì cái phần thông số rotation này nè, chúng ta có thể kích hoạt hai thông số trục Y và trục Z. Và rơi vào điểm cuối các bạn có thể tăng cái thông số này lên. Đó, để cho nó xoay qua. Đồng thời cái rotation trục Z nè, các bạn đẩy lên đây chút xíu. Thì như vậy các bạn sẽ quan sát, các bạn thấy nè, đó, cái quả địa cầu của mình nó sẽ xoay theo không gian. Và nhìn nguyên một cái không gian này rất là rộng,
đúng không? Rồi, trong thời gian render các bạn quay trở lại sụt góc các bạn thấy nè. Đó, như vậy chúng ta còn thiếu gì nữa? Thứ nhất là chúng ta còn thiếu đèn. Đèn là cái này. Thứ hai chúng ta còn thiếu là những cái hạt như thế này. Thì đa phần hơn 90% các bạn nhìn cái shot này, các bạn sẽ thấy là cái hạt này các bạn sẽ làm bằng particular. Nhưng hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm cái hạt này không cần particular mà rất là nhanh, có sẵn trong After Effects. Đó. Xem các bạn quan sát lại cái shot này chút xíu. Rồi, thì bây giờ mình sẽ làm như thế nào? Bây giờ mình sẽ làm như thế này. Các bạn nhấn Ctrl Y dài để tạo ra một cái solid, và cái solid này là để tạo cái hạt. Thì các bạn để cái này là cái sao. Đúng chưa? Rồi, cái sao này mình sẽ đưa lên trên và mình sẽ sử dụng cái CC Starburst đó để chuyên tạo hạt. Đó, các bạn thấy không? Như vậy thì nhìn thì nó không ăn nhập gì hết, nhưng mà chúng ta hãy bình tĩnh. Chúng ta quan sát thấy cái solid này có màu xanh dương thì cái hạt này màu xanh luôn. Như vậy mình muốn cái hạt này màu trắng thì mình phải đổi màu solid, mình sẽ cho cái này màu trắng. Rồi, mình sẽ giảm số lượng hạt xuống, cho tốc độ nó nhỏ lại, tốc độ 0.03 thôi. Cái kích hoạt chế độ 3D của nó lên. Và đồng thời là mình sẽ tăng cái thông số scatter để cho số lượng hạt nó giảm lại. Rồi, cái thứ hai nữa là mình sẽ định cái vị trí cho nó. Mình sẽ muốn cho nó nằm trước quả cầu thì mình cho nó là -500. Đó, như vậy. Thì các bạn thấy không? Bật chế độ top nè. Đó, thì như vậy là các cái layer này không cùng nằm trên một mặt phẳng. Như vậy thì có cái chiều sâu 3D rất là tốt. Đúng không? Thì bây giờ các bạn xem nè. Đó, là những cái galaxy này nó chạy luôn. Đó, cái size này các bạn có thể cho nhỏ xuống cũng được. Tùy các bạn nha. Các bạn có thể giảm số lượng đây cho nó nhiều số lượng hạt lại. Rồi. Tương tự như vậy chúng ta có thể kích đúp cái sao này lên. Để rồi chúng ta thay đổi cái vị trí nằm sau của quả cầu bằng cách là cho 500. Thì như vậy là sau quả cầu thì cái scale này nó nhỏ, thì chúng ta tăng scale lên. Thì chúng ta đã có hai lớp trước và sau quả cầu, rất là hay. Rồi. Như vậy về phần hạt là chúng ta đã tạo xong. Và tiếp theo là chúng ta sẽ tạo cái đèn. Thì các bạn nhấn Ctrl Y dài để mà tạo một cái đèn. Có nghĩa là chúng ta sử dụng cái player. Chúng ta sử dụng player nào. Đó. Thì khi chúng ta tạo đèn hoặc player trong After Effects thì bắt buộc cái solid của mình phải màu đen. Đó, thì chúng ta nhấn OK. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái đèn có sẵn. Các bạn cứ nghĩ là optical player nhưng mà không phải. Trong After Effects nó có một cái đèn sẵn, nó là lens player. Player thì nó sẽ ra cái lens đó. Đó, lens flare này chúng ta có thể sử dụng được. Cái này thì nó ít, nó chỉ có 3 hệ thống thôi, thì mình có thể lựa chọn cái này. Rồi, mình sẽ cho nó nhỏ xuống, nhỏ lại. Rồi, mình sẽ sử dụng chế độ hòa trộn là screen. Các bạn thấy không, nó sẽ ăn vô cái nền ngay. Và mình cũng gắn cho nó một cái định dạng 3D và đặt cho nó một cái vị trí nhất định trong không gian. Rồi, đúng không? Và bây giờ mình sẽ set một cái code cho nó chớp. Cái đèn này hiện tại bây giờ nó đang đứng yên nè, nó đi theo camera thôi chứ nó chưa có chớp. Bây giờ mình muốn nó chớp thì mình sẽ viết một cái lệnh là đề an kích vô cái biểu tượng đồng hồ bấm giờ bên cạnh cái brightness player này. Mình viết một cái lệnh là wiggle. Mở ngoặc 7.7 để cho nó chớp nè. Đó, các bạn thấy không? Nó chớp. Đúng chưa? Như vậy là cái đèn của chúng ta chớp rồi. Thì mình sẽ bỏ chọn ưu tiên đi và các bạn quan sát bên ngoài. Đó, như vậy chúng ta đã có được một cái dãy galaxy rất là sâu mà không sử dụng bất kỳ một lít in nào. Thì bây giờ công đoạn tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ chỉnh màu. Để chỉnh màu được cái shot này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ thu gọn lại nha. Chúng ta sẽ tạo một cái lớp adjustment layer. Các bạn nhấn Ctrl A dài. Adjustment layer là một cái layer dùng để chỉnh màu rất là hữu ích. Đó, mình sẽ sử dụng là như thế này. Cái color này là nó tất cả những layer nằm dưới nó sẽ đều chịu color này. Đầu tiên mình sẽ sử dụng cái lệnh tint để mà đưa vào đây. Thì mình sẽ giảm cái, để mục đích của mình là mình giảm cái cường độ nó xuống chút xíu, nó không quá được sặc sỡ. Tiếp theo, mình sẽ sử dụng một cái lệnh chỉnh màu cover quen thuộc có sẵn trong After Effects. Và mình sẽ điều chỉnh cái contrast xuống chút xíu để cho giảm bớt cái độ mù sương của nó. Đồng thời mình sẽ đổi cái tông màu mình muốn cho nó tông xanh. Các bạn chọn hệ màu blue. Các bạn tăng điểm tối nhất lên và tăng điểm sáng nhất lên.
Đó, như vậy là nó sẽ lên tông cho mình, đúng không? Tương tự như vậy mình sẽ chọn qua chế độ là red để mà mình đổi, mình muốn tông nó màu gì đó thì mình chọn đổi, muốn tông xanh hoặc là tông hồng là tùy các bạn nha. Đó, như vậy là đó, các bạn thấy không? Và mình sẽ sử dụng một cái effect noise nữa để cho nó tăng cái độ cảm xúc cho cái video này, 10 chẳng hạn. Rồi, đó, và chúng ta xem thành quả của mình nha. Đây, đó, như vậy là chỉ bằng những cái công cụ chính trong After Effects thôi, chúng ta có thể tạo thành một cái hành tinh. Và hiện tại thì cái quả địa cầu này nó còn thiếu một cái thông số nữa, đó là cái ánh sáng vòng bên quả địa cầu này. Thì để làm được điều này mình sẽ sử dụng một cái hiệu ứng, đó là glow. Mình chọn hành tinh nè, mình sẽ sử dụng cái glow để và glow nha, mình sẽ đưa cái glow vô đây, đúng chưa? Rồi mình sẽ chọn cái hệ là alpha để mình chỉnh cái đường viền thôi, vùng biên thôi. Mình sẽ tăng cái thông số radius lên, intensity tăng lên, và mình giảm cái reset xuống để cho nó tăng cái thông số. Đó, bạn thấy không? Đó, chúng ta sẽ có được cái đường viền quanh cái quả địa cầu như vậy. Các bạn có thể cho cái quả địa cầu sáng hơn bằng cách vào cái lĩnh và sphere này, mình sẽ tăng cái phần intensity lên. Rồi, như vậy là cái phần ambient các bạn tăng lên. Đó, như vậy là chúng ta đã có được một cái hành tinh trong cái dải ngân hà của chúng ta như vậy. Thì cái kỹ thuật này thì mình sẽ render một chút xíu. Thì cái kỹ thuật này thì nó giúp cho chúng ta kiểm soát được những cái reset trong After Effects để mà làm tốt được cái vấn đề đó, đúng không? Đó, đây là cái reset mà có sẵn trong After Effects thì chúng ta phải có được, chúng ta phải hiểu được. Như hệ thống lead in thì không nói, nhưng mà chúng ta phải biết được những cái phần có sẵn trong After Effects thì chúng ta mới kiểm soát được cái vấn đề tốt được, đúng chưa? Thì chỉ bằng tấm hình thôi mà bằng kỹ thuật cơ bản chúng ta có thể xử lý để tạo ra một cái video khá là hấp dẫn như vậy. Thì chúng ta có thể ghi tên mình ở nằm phía dưới bên này thì cũng được. Nói chung là chúng ta có thể sáng tạo bằng mọi cách để mà ra được những cái hiệu ứng ý nhất. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thì nếu như các bạn muốn theo dõi cụ thể những cái bài hướng dẫn của mình nhiều hơn thì các bạn có thể, để mà chúng ta có thể tiện theo dõi cái hệ thống dạy miễn phí của mình, thì các bạn có thể vào trang web unthanh.com. Ở đây là cập nhật những cái bài mới nhất, mình sẽ những cái bài mới nhất mình sẽ up lên đây. Ngoài cái việc dạy học thì mình sẽ chia sẻ tài nguyên trên đây. Các bạn nên click vào từng mục, từng yêu cầu thì các bạn có thể trao đổi và hoặc có thể nhắn tin cho mình. Cái thứ hai là cái kênh YouTube của mình, thì đây là các bạn chỉ cần lên YouTube, các bạn gõ chữ Unthanh thôi, tự động sẽ ra những thông tin của mình. Các bạn có thể vào bên trong nè, và các bạn có thể nhấn nút đăng ký để theo dõi, hoặc có thể là comment ngay bên dưới, mình sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của các bạn. Trong hệ thống này thì có rất nhiều cái series hướng dẫn, thì các bạn có thể xem và thấy mình phù hợp với series nào thì có thể học. Mọi thắc mắc phản hồi có thể các bạn kích vào đây, Facebook của mình. Đây là Facebook nè. Đó, đây là các group tài nguyên chia sẻ của mình, cái Facebook các bạn có thể kích vào đây, tương tác với mình trực tiếp thì mình có thể trả lời các bạn ngay. Và cùng xem lại cái thành quả ngày hôm nay của mình, thì chúng ta đã tạo được một cái dải ngân hà rất là đẹp bằng những cái hệ thống rất là cơ bản trong After Effects. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like và subscribe, hoặc là chia sẻ những cái bài hướng dẫn của mình để cho tất cả những bạn khác có điều kiện để xem. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những bài hướng dẫn tiếp theo của mình nha.